Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục với một video nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta lại có những cái sản phẩm thanh lý giúp khách hàng giá rất là tốt luôn. Đây là 4722X, 4 số mỹ lòi, 3 tấc, full đơn. Thì Khang Minh sẽ tiến lại gần quay chi tiết từng cái loa, các bác và quý anh em xem cặp này. Và giá thì Khang Minh sẽ công bố ở cuối video nhá. Đấy, mặt tiền hai cái loa này, hai con bát 3 tấc, ba khoang và con tem hoặc là trên nắp thùng. Đấy, ba quát này. Và Khang Minh sẽ quay cận cảnh từng chiếc, từng góc cạnh. Đấy, chiếc loa đầu tiên này, đẹp, tương đối xuất sắc luôn, tình trạng zin nguyên bản. Và giá thì thanh lý đi thì rất là tốt luôn. Đấy, bẩn này, thanh lý giúp một bác khách ở dưới Nam Định. Góc cạnh chiếc loa số 2 này, bà quát này, giá thì tương đương với lại những cặp MR922, 925 thôi, hai mấy triệu thôi, giá cực kỳ tốt. Và từng cái góc cạnh phía mặt tiền đằng trước loa, phía trên nóc thùng, mọi người thấy không? Khang Minh quay chậm và dừng lại các góc quay để các bác quý anh em xem được. Bẩn này, đấy, bẩn này, còn lại là gần như là không có xước sẹo một chút nào cả. Chúng ta tiến tới cái bát 2206HBL, tem đen từ 22Q100, đấy, rốn keo chỉ ba khoang này. Còn tem, con tem logo nó hơi bẩn một chút này, từ 22Q100. Và model này thì nó chạy con chép 2417H. Con bát số 2 này, đấy, hoặc là bên hông ép giấy CG. Đấy, phía sau đây, mọi người thấy rõ không? Vỉ cắm rắc này, SR4722X, Made in USA. Là một cơ hội rất là tốt để các bác quý anh em có được những cái sản phẩm mỹ lòi giá siêu tốt luôn. Full đơn 3 tấc của đời 4 số, chiếc loa số 2 nhá. Đấy, từng cái lớp tuyết này, lớp sơn sần cát này, mọi người thấy rõ không? Tương đối xuất sắc luôn. Đấy, bao quát này, phía sau này. Và giá cặp này Khang Minh thông báo là 26 triệu. Đấy, giá rất tốt luôn, bao ship các bác quý anh em nhá. Số điện thoại địa chỉ Khang Minh đây, hoặc là mọi người inbox Zalo 0912898787. Thanh lý giúp khách hàng, tất cả những cái sản phẩm đã thanh lý thì nó phải là tương đối xuất sắc. Và có những cái sản phẩm thì bán giúp khách hàng, chẳng hạn như cặp loa này Khang Minh bán giúp một bác khách ở dưới Nam Định. Rồi, Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau về hàng mỹ bãi tuyển chọn nhá.